Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin thân ái kính chào Hội Thánh cùng toàn thể quý ông bà anh chị em đang cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi qua mạng Internet. Kính thưa Hội Thánh, kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn hết sức quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Một cái giai đoạn mà cả thế giới hầu như muốn dừng lại. Tất cả mọi kế hoạch, mọi chương trình của con người hầu như bị dừng lại. Cả thế giới đều tập trung vào một việc, chỉ có một việc thôi, một việc tối quan trọng, đó là cứu người. Cả thế giới đều có chung một kẻ thù nhỏ bé, một kẻ thù vô hình, nhưng mà nó có một sức hủy diệt thật là mạnh mẽ. Chưa có bao giờ mà cả thế giới lại phải ở trong một cái tình trạng lo lắng, sợ hãi, bất an đến như thế này. Đối với thời gian ở trong đạo Cơ Đốc của chúng ta, thì đây là giai đoạn để chúng ta chuẩn bị bước vào mùa thương khó phục sinh, mùa mà Chúa Giê-xu phải chịu những cực hình, những sự đau khổ, tra tấn, và Ngài phải chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Và trùng với giai đoạn này thì cả thế giới hầu như cũng phải chịu sự thương khó. Chúng ta không phải kỷ niệm thương khó như mọi năm nữa, nhưng mà thật sự cái sự thương khó đến trên mỗi một con người. Mỗi một con người ai nấy nếu mà thật sự là người đang kêu mang cho thế giới thì không có ai vui được trong cái giai đoạn này. Không có ai ăn mừng trong cái giai đoạn này. Không có ai mà giữ trong lòng một sự hưng phấn được. Nếu như thật sự là một con người, ai cũng quặn thắt, ai cũng kêu mang, ai cũng ở trong một cái tâm trạng bồi hồi. Những người nào đang ở trong cảnh trạng này thì họ đang đau khổ. Những người nào có tấm lòng dù không ở trong cảnh trạng này thì cũng có một tấm lòng để kêu mang, trắc ẩn cho thế giới. Ai nấy cũng đang cùng chung tay vào để cứu người. Mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới này đều có những kế hoạch. Mọi người đều vào cuộc. Những giới khoa học thì đang tập trung vào nghiên cứu để có thể tìm ra được một loại vaccine có thể chống lại được cái căn bệnh này. Các bác sĩ, các bệnh viện thì ra sức nỗ lực để tập trung vào cứu người. Người ta không có giờ nghỉ, người ta không được gặp gia đình, người ta tập trung vào chuyên môn để cứu người. Có những bác sĩ đã bị lây bệnh, có nhiều bác sĩ khác trên thế giới này cũng đã bị chết vì căn bệnh này. Cả thế giới vào cuộc. Và chúng ta phải làm gì? Khi mà cả thế giới này cùng trong một cái cuộc chiến như vậy, chúng ta là những Cơ Đốc nhân, chúng ta là những người của Đức Chúa Trời, chúng ta phải đặt một câu hỏi và chúng ta phải trả lời được câu hỏi này. Đó là chúng ta phải làm gì cho thế giới? Chúng ta phải làm gì cho cộng đồng, cho xã hội? Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta được ở trong một đất nước phải nói là khá là tuyệt vời. Cái tình trạng bị nhiễm bệnh ở trong đất nước của chúng ta so với thế giới thì quá là kém, quá là ít. Đó là bởi vì chính phủ đã có những kế hoạch rất thiết thực, đã có những hành động rất thiết thực để có được cái hiệu quả đó. Trong những ngày vừa qua, tất cả hệ thống chính trị trong đất nước của Việt Nam của chúng ta vào cuộc. Tất cả các ban ngành từ trung ương đến địa phương cùng với toàn dân đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Vậy thì đối với chúng ta là những Cơ Đốc nhân, chúng ta có ngồi im để chúng ta quan sát, chúng ta có ngồi im để chúng ta thờ ơ với thời cuộc không? Đây có phải là lúc để chúng ta quan sát, để chúng ta định ra rằng bệnh tật đang ở đâu? Bao nhiêu người bị lây nhiễm? Bao nhiêu người phải chết? Đây có phải là lúc như vậy không? Đây có phải là lúc mà chúng ta ngồi để rồi chúng ta suy gẫm, chúng ta định ra rằng cái tội lỗi này từ đâu mà đến? Có phải đến từ ma quỷ không? Có phải đến từ tội lỗi của nhân loại không? Hay có phải là đến từ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không? Kính thưa Hội Thánh,
chúng ta cũng có thể suy nghĩ một điều nào đó, nhưng đó không phải là điều tốt nhất. Điều tốt nhất bây giờ làm sao để có một giải pháp cho thế giới này. Điều tốt nhất là bây giờ phải làm sao để có một giải pháp để cùng chung tay vào thế giới, để cứu nhân loại ra khỏi cái sự chết này. Khi một tòa nhà đang bốc cháy, ở trong đó có nhiều người đang bị mắc kẹt, thì người ta không thể đứng đó để người ta nhìn được. Người ta không thể đứng đó, hoặc là người ta họp một hội đồng lại để người ta xem nguyên nhân của vụ cháy ở đâu, ai là người có tội. Đây không phải là lúc. Có thể người ta làm chuyện đấy, nhưng là một lúc khác. Bây giờ cả thế giới đang chung tay vào để cứu người. Chúng ta có phải là ngồi đó để đưa ra định kiến của chính mình không? Có phải là lúc chúng ta đưa ra chính kiến của mình không? Có phải là lúc để chúng ta đưa ra quan điểm khách quan hay là chủ quan về vấn đề đang xảy ra trên thế giới này không? Đây là có phải là lúc để chúng ta đưa ra quan điểm của Kinh Thánh, lấy nền tảng của Kinh Thánh để chúng ta chỉ dẫn rằng những gì đang xảy ra trong thế giới này, Kinh Thánh nói gì? Điều ấy có thể. Chúng ta có thể làm điều ấy trong một chừng mực nào đó, ở trong một giai đoạn nào đó. Nhưng đó chưa phải là điều tốt nhất. Điều tốt nhất là bây giờ tất cả mọi giới, mọi ngành, mọi con người trong xã hội đều tập trung vào một điều quan trọng nhất. Đó là tìm giải pháp để đem đến sự cứu cho nhân loại này. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta là những con người có thể nói là kém cỏi trong xã hội. Chúng ta là những con người không có tri thức nhiều. Chúng ta không phải là những nhà bác học. Chúng ta không có quan điểm, chúng ta không có cách nhìn của những nhà khoa học. Nhưng chúng ta phải biết một điều rằng, chúng ta xác định một điều rằng chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là người của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải nhìn cục diện, chúng ta phải nhìn những gì xảy ra theo mắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có một phương cách đến từ Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta hãy tìm ra phương cách. Trong thế giới ngày hôm nay hiện tại có 3 hướng để đưa ra được một cái phương cách cho thế giới này. Hướng thứ nhất, đó là một số lượng lớn những người trong thế giới này đang trông chờ vào giới khoa học. Giới khoa học người ta cố gắng để có thể thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu ra được một loại vaccine có thể có sức mạnh để có thể diệt được virus. Và chúng ta là những người Cơ Đốc, chúng ta cũng nguyện cầu xin Thiên Chúa ban cho giới khoa học để họ có sự khôn ngoan, để họ có học thức, để họ có những cái điều rất là tốt lành để có thể họ sớm tìm ra một cái loại vaccine để có thể cứu thế giới này. Và Thiên Chúa của chúng ta là đấng có thể làm được mọi điều. Tất cả mọi người trong thế giới này đều nằm trong tay của Chúa. Và Chúa ban cho những nhà bác học những sự khôn ngoan. Và chúng ta tin rằng nếu bởi sự cầu nguyện của chúng ta, Chúa cũng sẽ làm điều gì đó để cho các nhà bác học, những nhà khoa học họ sớm tìm ra được một giải pháp tốt nhất để cứu nhân loại này. Đó là một hướng. Nhưng đó không phải là tất cả. Có nhiều người ở trong khoa học, có nhiều người bác học, người ta phải nói là bất lực, lực bất tòng tâm, vượt qua cả cái sự tưởng tượng, vượt qua cả cái khả năng của loài người trong lúc này. Còn một hướng thứ hai, một hướng thứ hai để đem đến giải pháp cho nhân loại, đó là sự may mắn. Có một số người trong thế giới này đang chờ đợi sự may mắn. Cơn đại dịch này nó đạt đến đỉnh cao của nó. Khi mà đã đủ số lượng rồi, khi nó đạt đỉnh cao rồi thì cơn dịch bệnh này dừng lại. Và chúng ta là những con người của Đức Chúa Trời, hay kể cả giới khoa học cũng không mong chờ cái giải pháp này. Bởi vì lúc ấy thì biết bao nhiêu người trên thế giới này đã phải chết. Có một hướng thứ ba đem đến giải pháp cho nhân loại này. Đó là tin vào phép màu của Thượng Đế. Có rất nhiều người đang tin vào phép màu của Thượng Đế. Có rất nhiều người đang tin vào phép lạ của Chúa. Và chúng ta là những người Cơ Đốc. Chúng ta là những người có Chúa. Chúng ta là những người của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào giải pháp nào? Chúng ta sẽ tin vào quyền năng của Chúa. Mỗi chúng ta có quyền để hy vọng vào những điều mà chúng ta tin. Giới khoa học, họ đang hy vọng vào khả năng, tài năng của họ. Điều đó là đúng, bởi vì họ tin vào khả năng của họ. Và chúng ta biết rằng một nhà khoa học khôn ngoan thì họ nên cộng thêm tài năng của mình vào sự nhờ cậy Đức Chúa Trời.
Một nhà khoa học khôn ngoan trong lúc này, tôi nghĩ rằng họ cần cộng thêm tài năng của mình với sự nhờ cậy Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là những người có Chúa. Chúng ta không phải là những nhà khoa học. Chúng ta không phải là những người bác sĩ. Chúng ta không có tiếng nói ở trong thế giới này, bởi vì tri thức của chúng ta có giới hạn. Nhưng chúng ta khá nhận biết được rằng chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là người của khoa học. Chúng ta không phải là người của quân đội. Nhưng chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rõ Chúa của chúng ta là ai. Người của Đức Chúa Trời thì luôn luôn tìm giải pháp đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con người nhỏ bé, nhưng mà chúng ta biết rõ một điều rằng Đấng ở trong chúng ta không hề nhỏ bé. Chúng ta là những con người kém cỏi, nhưng chúng ta biết rõ một điều rằng Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn cả những người trong thế gian này. Chúng ta biết Chúa của chúng ta là Đấng siêu việt. Chúa của chúng ta là Đấng quyền năng. Mọi chấp chánh, mọi chủ quyền trên thế giới này cũng không thể nào sánh được với quyền năng của Chúa của chúng ta. Chúng ta là những con người kém tri thức. Đó là sự thật. Chúng ta không phải là những người có tri thức. Và chúng ta cũng không có được bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta biết rõ một điều rằng Đấng ở trong chúng ta đầy sự khôn ngoan. Đấng ở trong chúng ta là thần của sự khôn ngoan. Và Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan của Chúa không thể nào có thể dò được. Sự khôn ngoan của Chúa vượt qua tất cả mọi sự khôn ngoan ở trong loài người. Và Chúa là Đấng khôn ngoan, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm gì. Người thế gian này còn nói câu là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tất cả mọi sự, mọi giải pháp đến từ Chúa. Chúng ta là những con người không có tiếng nói ở trong thế giới của loài người. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấp kém. Sự thật nó là như vậy. Bởi vì chúng ta có giới hạn. Chúng ta là những con người quá tầm thường trong thế giới này. Cho nên chúng ta không có tiếng nói với thế giới của loài người. Nhưng mà chúng ta khá nhận biết một điều. Chúng ta có tiếng nói với Đức Chúa Trời. Chúng ta có quyền đến gần Ngài. Và Chúa là Đấng nghe lời của chúng ta. Chúng ta biết rõ rằng Chúa là Đấng luôn tôn trọng ý kiến của chúng ta. Chúa là Đấng luôn tôn trọng những điều chúng ta nói. Và tất cả mọi điều gì chúng ta trình bày với Chúa, tất cả mọi điều gì chúng ta cầu xin, Chúa là Đấng nhập lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì chúng ta có đặc quyền để được đến gần Chúa. Mỗi chúng ta hãy sử dụng đặc quyền mà mình có. Mỗi chúng ta hãy sử dụng điều mà mình có. Mỗi chúng ta hãy ước mong vào những điều mà mình đang tin cậy để đem đến giải pháp cho thế giới này. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Và chúng ta xem giải pháp của Đức Chúa Trời ở trong lịch sử của Kinh Thánh đem đến sự ổn định, đem đến sự giải cứu đến cho dân sự như thế nào. Ở trong Kinh Thánh có rất nhiều những biến cố đem đến sự tai họa cho dân sự. Và Đức Chúa Trời và người của Đức Chúa Trời đã làm cho những biến cố ấy trở nên những điều tốt lành. Trong Kinh Thánh thì có rất nhiều điều chúng ta không thể nói hết được trong ngày hôm nay, nhưng mà tôi xin nói đến hai biến cố trong Kinh Thánh. Biến cố xảy ra đối với dân sự ở trong suốt Ai Cập Ký. Ở trong suốt Ai Cập Ký có một biến cố, đó là dân sự của Đức Chúa Trời không tin cậy nơi Ngài. Và đã có nhiều lúc hành xử với người của Đức Chúa Trời không đúng. Cứng đầu, cứng cổ, không nghe. Và Môi-se là người của Đức Chúa Trời trong biến cố đó. Môi-se đã chịu áp lực từ dân sự rất nhiều. Và rất nhiều lần dân sự đã nổi loạn với Môi-se. Và trong cái biến cố ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 32, đó là khi Môi-se lên trên núi để đón nhận luật pháp của Chúa, thì ở dưới này dân sự bắt đầu nổi loạn, thác loạn. Họ làm một con bò bằng vàng và họ nói rằng đây là những thần đã đưa chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập. Thật là một sự lẫn lộn vô cùng ngu dại. Thật là một sự bội nghịch. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se để giải cứu dân sự ra khỏi xứ Ai Cập. Họ chứng kiến điều đó. Thế nhưng mà bây giờ họ quen với thói quen thờ hình tượng. Họ làm một con bò bằng vàng, rồi họ thiết lập một bàn thờ. Họ đưa con bò lên họ thờ và họ nói rằng đây là những thần đã đưa chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập. Và điều này đã chọc giận Đức Chúa Trời. Điều này là một điều mà nó vẫn còn ảnh hưởng, nó vẫn còn liên lụy cho đến ngày hôm nay.
Nhiều người ngày hôm nay trong cái thế giới này nó cũng lẫn lộn giống như vậy. Rõ ràng trong mọi sự đều nhờ cậy trời, trong mọi sự đều nhờ cậy Chúa. Nắng mưa là do ông trời. Cần bất cứ một điều gì đó để cho cuộc sống của mình được thạnh lời, thật may mắn, cây trồng được tươi tốt, vật nuôi được tươi tốt thì cũng kêu cầu với ông trời. Nhưng mà họ lẫn lộn là khi mà ông trời ban cho tất cả mọi điều tốt lành thì người ta lại đi thờ phượng một thần khác, những thần hư không. Và chúng ta trở lại cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh suốt Ai Cập ký. Và lúc này Đức Chúa Trời nổi giận và Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch và Ngài sẽ trừng phạt dân sự. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là đấng kỵ lại tội lỗi. Ngài không chấp nhận tội lỗi. Mặc dù Ngài rất là yêu thương, mà cái điều đó là cái điều cũng đúng ở trong cái thế giới loài người ngày hôm nay. Yêu là một vấn đề, nhưng tội lỗi thì vẫn phải được trừng phạt để cảnh báo. Và Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch để Ngài trừng phạt dân sự. Nhưng mà trong câu chuyện này có một chuyện xảy ra, đó là người của Đức Chúa Trời, người của Đức Chúa Trời đã ngồi vào giữa dân sự với Đức Chúa Trời. Và lúc này Đức Chúa Trời nói với Môi-se rằng: bây giờ ngươi hãy để mặc ta, ngươi lui ra đi. Tại sao mà Đức Chúa Trời nói với Môi-se như vậy? Là bởi vì Đức Chúa Trời biết rõ Môi-se. Con người nhìn bên ngoài nhưng mà Chúa nhìn trong lòng. Chúa biết rõ Môi-se là người như thế nào. Môi-se là một người có tấm lòng bác ái, yêu nhân sự như thế nào. Cho nên Đức Chúa Trời biết chắc chắn là Môi-se sẽ can thiệp vào trong cuộc trừng phạt này. Cho nên Chúa mới nói với Môi-se rằng: bây giờ ngươi lui ra, ngươi để mặc ta, ta sẽ diệt cái dân này và ta cho ngươi một dân lớn hơn nhiều. Môi-se nếu là một người ích kỷ thì Môi-se sẽ nói rằng: đúng rồi Chúa ơi, cái dân này nó bội nghịch lắm, cái bộ dân này nó làm con khổ lắm trong những ngày vừa qua, thôi được rồi Chúa diệt nó đi và Chúa cho con một dân lớn hơn. Nhưng mà Môi-se không có tấm lòng đó. Môi-se có tấm lòng của Đức Chúa Trời, Môi-se có tấm lòng của sự nhân đức, của sự thương xót. Khi mà thấy Đức Chúa Trời nổi giận với dân sự như vậy, ông đã chen vào, ông không chấp nhận lời của Chúa. Chúa bảo là lui ra đi, Chúa bảo ông là để mặc ta, Chúa bảo với ông là để mặc ta, ta sẽ xử cái dân này. Nhưng mà Môi-se không, Môi-se nhảy vào giữa và Môi-se nói rằng: lạy Đức Giê-hô-va, lạy Đức Chúa Trời, sao Ngài lỡ diệt dân của Ngài? Chúng ta nói đến cái tấm lòng của một người cầu thay. Và Môi-se đã có một tấm lòng thương xót dân sự. Và bởi tấm lòng thương xót này, Đức Chúa Trời Ngài đã ngừng những tai họa để giáng cho dân Israel. Và có một phân đoạn nữa trong câu 32 nói rằng, Môi-se nói rằng nếu như mà Chúa cứ vẫn quyết định để diệt dân này, thì trước hết xin hãy xóa tôi khỏi sách của Ngài. Ý Môi-se nói rằng nếu Chúa muốn diệt dân này thì trước hết hãy lấy sự sống của tôi đi, hãy diệt tôi đi. Đây là một tấm lòng của một con người, không phải chỉ có môi miệng cầu thay, không phải chỉ có một cái gọi là động thái cầu thay, nhưng mà con người này là con người có tấm lòng cầu thay và sẵn sàng để chết cho người khác, chết thay cho người khác. Ngày hôm nay trong thế giới của chúng ta, thế giới Cơ Đốc, chúng ta vẫn kêu gọi cầu thay, chúng ta vẫn là những con người cầu thay. Nếu mà thật sự chúng ta có tấm lòng cầu thay như của người Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có sẵn sàng có tấm lòng cầu thay như là của Chúa Giê-xu hay không? Chúa Giê-xu không những cầu thay mà Chúa Giê-xu còn chết thay cho nhân loại. Môi-se không những cầu thay mà Môi-se còn sẵn sàng chết thay cho dân sự. Môi-se nói rằng: Chúa ơi, nếu như Ngài không tha cho dân của Ngài, nếu như Ngài cứ quyết định làm theo ý muốn của Ngài thì xin hãy xóa tên tôi đi, xin hãy giết tôi đi. Đây là một tấm lòng vĩ đại, đây là một tấm lòng mà chúng ta cần phải có, đây là tấm lòng mà Đức Chúa Trời cũng đang cần trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời nói rằng ta cần một người ngồi vào chỗ sức mẻ nhưng ta tìm không thấy. Ngày hôm nay tôi và các đệ tử Chúa, chúng ta làm sao để có một tấm lòng để cầu thay cho thế giới trong những cái tình trạng như thế này, trong bối cảnh như thế này? Không phải là lúc để chúng ta lên án, không phải là lúc để chúng ta định tội, không phải là lúc để chúng ta đưa ra những cái nhất định của bản thân mình. Nhưng đây là lúc quan trọng nhất, đây là lúc cần thiết nhất, là chúng ta ngồi vào vị trí của người cầu thay, vị trí sức mẻ, để chúng ta nài xin Chúa. Bất cứ là cái điều này đến từ đâu, nó đến từ sự thạnh lộ của Đức Chúa Trời, hay nó đến từ ma quỷ, hay nó đến từ tội lỗi của con người,
hay nó đến từ những cái sự rò rỉ cái vũ khí sinh học. Chúng ta không cần biết nó đến từ đâu. Chúng ta đang cần một giải pháp. Chúng ta hãy quỳ gối xuống để cầu xin Chúa cho một giải pháp. Dù bất cứ nó đến từ đâu, nếu nó đến từ ma quỷ thì Chúa là đấng quyền năng thắng hơn cả ma quỷ. Nếu nó đến từ tội lỗi của con người thì Chúa là đấng nhân từ, chậm giận, giàu lòng thương xót, Ngài sẵn sàng tha thứ. Nếu nó đến từ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì những người của Đức Chúa Trời cũng sẽ có tấm lòng cầu thay, ngồi vào trong chỗ sức mẹ cầu nguyện với cả một tấm lòng sẵn sàng hy sinh cho dân sự. Chúa cũng nguôi cơn giận của Ngài. Dù là ở trong vai trò nào, dù là lý do nào, nếu người của Đức Chúa Trời ngồi vào vị trí của người Đức Chúa Trời với tấm lòng cầu thay, sẵn sàng chết thay cho mọi người, tôi ao ước rằng tôi cũng vậy, và tất cả mọi người Cơ Đốc nhân chúng ta đều có tấm lòng như thế này trong giai đoạn này. Tôi tin rằng với tấm lòng của sự thương xót, với tấm lòng của sự cầu thay của Cơ Đốc nhân, Chúa sẽ thương xót dân tộc Việt Nam của chúng ta. Với tấm lòng cầu thay của tất cả Cơ Đốc nhân trên thế giới, Chúa sẽ thương xót thế giới này. Ngài sẽ đưa tay ra, Ngài sẽ can thiệp, và Ngài sẽ làm cho cái đại dịch này nó phải dừng lại bởi sự cầu thay của những người của Đức Chúa Trời. Và tôi ao ước rằng những người cầu thay của Đức Chúa Trời không phải là những người có môi miệng cầu thay, một cái động thái cầu thay, nhưng mà phải có một tấm lòng và sẵn sàng chết thay nếu như điều đó là điều mà Chúa muốn, để đem đến sự sống cho người khác. Hội thánh có amen không ạ? Và tôi nói đến một cái biến cố thứ hai. Một biến cố thứ hai ở trong Kinh Thánh là một cái sự dạy dỗ rất lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Cái biến cố đó ở trong Sử Ký Nhất đoạn 21 nói về một cái tai họa trong một thời gian ngắn. 7 vạn người chết. 7 vạn người chết. Và trong cái biến cố này thì tội lỗi không phải ở dân sự nữa, nhưng tội lỗi do chính người lãnh đạo, do chính những người lãnh đạo gây ra tội lỗi để cho 7.000 người phải chết. Đó là David. David là một vị lãnh đạo dân sự lúc bấy giờ. Và sau những cuộc chiến, qua những thành công của ông, qua những thành quả ông đạt được, thì ma quỷ đã xúi ông tu bổ lại dân số. Đối với một người bình thường thì chúng ta thấy rằng cái việc tu bổ lại dân số đó là chuyện rất là tự nhiên, đó là bình thường. Nhưng không, Đức Chúa Trời đã nổi giận. Bởi vì cái sự tu bổ dân số của ông không phải là ông muốn kiểm tra lại dân sự như thế nào, mỗi chi phái có bao nhiêu người. Nhưng mà trong tấm lòng của ông có một động cơ sai trật. Ông có một sự kiêu ngạo dấy lên. Ông đang muốn kiểm tra lại. Ông đang muốn xem ông đang sở hữu bao nhiêu binh lính. Ông đang muốn xem ông đang sở hữu được bao nhiêu dân sự. Ông muốn nhìn cái thành quả của ông trong những năm vừa qua, xem ông đang lãnh đạo bao nhiêu người, và ông có quyền cai trị bao nhiêu người. Và trong cái lòng của ông muốn rằng cái sức mạnh của ông ở dân sự là bao nhiêu. Ông có sở hữu được bao nhiêu người trong thế giới lúc bây giờ. Đức Chúa Trời Ngài biết hết. Joab là một người tướng lĩnh đã can ngăn David. Ôi vua ơi, Đức Chúa Trời có thể cho Ngài gấp 100 lần dân sự này. Đừng làm chuyện này. Đừng làm chuyện này. Nhưng mà David đã không nghe. David muốn cai trị dân sự. David muốn kiểm tra lại sức mạnh của mình. David muốn thể hiện cái tài năng của mình và cái thành quả của mình. David quên rằng những gì mà ông có được đến từ Đức Chúa Trời. David quên mất rằng dân sự này là của Đức Chúa Trời, không phải là của ông. Và cái tội lỗi này đã làm cho Đức Chúa Trời nổi giận. Và có nhiều người đã phải chết. Ngày hôm nay có một bài học lớn trên đời sống của mỗi chúng ta. Có bao nhiêu người trong chúng ta là những người đang lãnh đạo thuộc linh? Có bao nhiêu người trong chúng ta là những người giáo hội trưởng, là những người mục sư quản nhiệm các hội thánh? Có bao nhiêu người trong chúng ta luôn tự hào về sự sở hữu của chúng ta? Có bao nhiêu người luôn tự hào về những thành quả của mình? Có bao nhiêu người muốn đưa dân sự của mình ra để mà khoe, để mà so sánh cái sức mạnh của mình với sức mạnh của giáo hội khác, cái sự thành công của mình so với những sự thành công khác? Có bao nhiêu người đã làm cho Đức Chúa Trời nổi giận? Và tôi nói rằng có rất nhiều Cơ Đốc nhân ngày hôm nay bởi cái tội lỗi của những người lãnh đạo. Và tôi nói rằng tội lỗi của những người lãnh đạo, trong đó có cả tôi, chứ không phải là tôi nói rằng những người khác. Trong khi tôi suy gẫm về những gì đã xảy ra,
tôi cảm thấy đau đớn, tôi cảm thấy ăn năn rất là nhiều. Cái tội lỗi của những người lãnh đạo có thể làm tai họa cho dân sự. Có bao nhiêu người ngày hôm nay đã không còn có một ao ước khao khát để Đức Chúa Trời ban cho những hội thánh lớn, khao khát có những chương trình kế hoạch để đem sự phấn hưng cho hội thánh. Có bao nhiêu người bây giờ đang ngồi đó để tự hào về thành quả của mình? Có bao nhiêu người đang tự hào về cái sức mạnh ở trong giáo hội, trong hội thánh của mình? Và đây là điều Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái vấn đề đang xảy ra trong thế giới này là không có liên quan đến hội thánh. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta bị liên đới. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta chính là người làm cho thế giới này bị liên đới. Xin thưa với hội thánh, có nhiều cơ đốc nhân những ngày tháng vừa qua, tôi thấy rằng có nhiều cơ đốc nhân thật sự không còn một cái đời sống tâm linh mạnh mẽ. Về thể xác thì rất là khỏe mạnh, nhưng mà tâm linh thì còm cõi, yếu đuối. Có thể nói có nhiều cơ đốc nhân đã chết. Tôi thấy tôi đi qua bên châu Âu, đấy là cái nôi của Tin Lành, nhưng mà những cái nhà thờ bỏ không. Có những cái nhà thờ chứa 3-4 suất dạ nhóm trong một ngày, một lúc có thể chứa được 1.500 người, nhưng bây giờ đi vào nhà thờ chỉ còn có 30 người nhóm lại. Nguội lạnh, cả châu Âu là như vậy, đa số các nhà thờ là như vậy. Và tất cả các cơ đốc nhân chết mòn vì cớ những người lãnh đạo không còn sự sống. Hội thánh không còn sức mạnh, hội thánh không còn sức mạnh thuộc linh. Các cơ đốc nhân ấy chết, phải đi ra ngoài đời, và họ chết về tâm linh. Và đây là trách nhiệm của những người lãnh đạo thuộc linh. Và trong hội thánh ngày hôm nay ở tại đất nước Việt Nam, nếu chúng ta cho rằng hội thánh đang bị liên đới, hội thánh không có liên quan gì trong chuyện này, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị sai lầm. Tôi không biết rằng sau cái đại dịch này, ở trong cái đại dịch này còn bao nhiêu cơ đốc nhân còn sống sót, có bao nhiêu cơ đốc nhân còn có một đời sống tâm linh khỏe mạnh. Rồi những người mà ngồi đó tự hào về số lượng hội thánh, những người mà tự hào giống như David, tự hào về cái sức mạnh của hội thánh, tự hào về đám đông của hội thánh, không biết là sẽ còn tự hào được bao nhiêu nữa. Và chúng ta phải nhận biết được rằng đây, đó là cũng có lỗi của chúng ta, có lỗi của hội thánh, và Chúa trao trách nhiệm cho hội thánh phải có trách nhiệm với thế giới này. Chúng ta phải có trách nhiệm. Chúng ta thấy được rằng tại sao mà hội thánh không có sức mạnh để có thể làm cho tội lỗi phải đi ra khỏi đất nước Việt Nam? Tại sao hội thánh không còn sức mạnh để cho ma quỷ không còn có thể tồn tại, tội lỗi không thể đến? Tại sao hội thánh không có sức mạnh để cho khi mà nghe đến danh của Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, trên đất và các tầng đất phải quỳ xuống? Chúng ta thấy rằng đây cũng là một phần lỗi của những người lãnh đạo. Và lỗi của những người lãnh đạo trong đó có tôi. Và chúng ta thấy được rằng chúng ta cần phải phục hồi lại cái phương cách của David là gì. Trong lúc mà tai họa xảy ra như vậy, David, ông đã can đảm để ông nhìn nhận rằng đây là lỗi của tôi. Dân sự kia có lỗi gì đâu, những dân sự kia không có lỗi gì, đây là lỗi của tôi. Tôi ao ước rằng tôi và tất cả những người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh, chúng ta cũng có một sự can đảm, mặc dù muộn màng, nhưng mà chúng ta cũng nhận biết rằng chúng ta có một phần lỗi ở trong công việc này. Chúng ta đã không còn sức mạnh thuộc linh để có thể cầu nguyện để cho ma quỷ phải chạy trốn. Chúng ta không còn sức mạnh thuộc linh để cầu nguyện để bệnh tật nó phải thối lùi. Chúng ta không còn sức mạnh thuộc linh để cho hội thánh ở trong thế tiến công, nhưng mà hội thánh càng ngày càng lui đi. Và cho đến bây giờ chúng ta thấy rõ ràng, nếu chúng ta nghĩ rằng hội thánh không có dự phần hay là hội thánh không liên đới thì chúng ta đã sai lầm. Và nếu trong cái tình trạng như thế này, không biết rằng bao giờ mới chấm dứt, và có bao nhiêu cơ đốc nhân sẽ quay trở lại để thờ phượng Đức Chúa Trời qua những cái đại dịch như thế này. Và chúng ta học lại câu chuyện của David. David không những ông can đảm để nhận lỗi của mình, nhưng mà David còn sẵn sàng dâng điều tốt nhất. Khi mà Chúa bày tỏ rằng cần phải lập một bàn thờ, thì ông đã đến để mua đất của Ornan. Và Ornan thì muốn rằng sẽ dâng tất cả những phần đó, nhưng mà David nói không, ta không muốn lấy bất cứ của cái gì của ngươi để ta dâng cho Đức Chúa Trời. Và David mua sắm, David đã dâng hiến tất cả những gì để có thể xây dựng một đền thờ ở tại nơi đó cho Chúa. Và đó là một tấm lòng của David, mặc dù hơi muộn màng,
Nhưng David đã can đảm để nhận tội lỗi về chính mình. Mặc dù muộn màng, nhưng David sẵn sàng nghe theo lời Chúa để ông có thể dâng cho Chúa điều tốt nhất, và tai họa đã ngừng lại. Và ngày hôm nay, tôi ao ước rằng với tấm lòng cầu thay của Môi-se, những người của Đức Chúa Trời, những tấm lòng của Chúa Giê-xu, với một sự can đảm giống như của David, những người của Đức Chúa Trời sẵn sàng quỳ gối xuống để hạ mình cầu thay cho thế giới này, sẵn sàng nhận tội lỗi về chính mình và sẵn sàng dâng điều tốt nhất. Chúng ta không phải ngồi đó để chúng ta quan sát thế giới này. Chúng ta không thể ngồi đó để cầu nguyện sự bình an cho riêng mình, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện cho sự bình an của cả thế giới này. Chúng ta cầu thay cho thế giới này bằng cả tấm lòng quặn thắt của chúng ta, và chúng ta sẵn sàng để chúng ta có thể dâng điều tốt nhất. Và trong cái bệnh dịch này, có thể tài chính của chúng ta nó hao mòn đi, nhưng mà chúng ta vẫn dư dật rơi rộng để chúng ta dâng hiến, để chúng ta có thể dự phần vào với công cuộc cứu người. Có rất nhiều người đã dâng hiến, cho nên tôi kêu gọi các đầy tớ Chúa ở khắp nơi, chúng ta hãy dành cái phần tiền của mình, hãy góp tiền của mình, hãy dâng hiến điều tốt nhất để góp phần vào công cuộc cứu người ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta nói riêng và trên thế giới nói chung. Tôi ao ước rằng với một cái tấm lòng cầu thay, với tất cả các con cái Chúa trên toàn Việt Nam hạ mình xuống cầu thay, với con cái Chúa trên cả thế giới này hạ lòng xuống đau xót và cầu thay bằng cả tấm lòng của mình, Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hành động, Ngài sẽ làm phép lạ. Tôi ao ước rằng tất cả những đầy tớ Chúa hạ mình xuống để nhận biết cái tội lỗi của mình, ăn năn tội lỗi của mình trước mặt Chúa để Chúa phục hồi lại, thì tôi tin rằng phép lạ xảy ra và Chúa sẽ hành động. Mỗi người chúng ta tin vào điều mà chúng ta đang tin. Mỗi người chúng ta có quyền để hy vọng điều mà chúng ta đang tin. Khoa học thì họ đang hy vọng vào khả năng của họ, còn chúng ta thì chúng ta tin cậy vào quyền năng của Chúa. Khoa học đang trông chờ vào những cái tài năng đầu óc của những con người sáng suốt, còn chúng ta không chỉ trông mong mà chúng ta tin. Chúng ta tin trong câu chuyện mà các thiên sứ đang cầm gương để chờ lệnh của Đức Chúa Trời. Khi mà lệnh của Đức Chúa Trời ra lệnh thì các thiên sứ sẽ ngưng lại, và các thiên sứ sẽ hành động, và cơn đại dịch này sẽ ngưng lại. Và để có được cái lệnh đó của Đức Chúa Trời thì rất cần các đầy tớ của Đức Chúa Trời hạ mình xuống để cầu thay trong uy quyền. Bởi vì Chúa nói rằng điều gì các ngươi cột dưới đất này, trên thiên đàng Chúa cũng cột. Điều gì các ngươi mở dưới đất này, trên thiên đàng Chúa cũng mở. Không những chúng ta hạ lòng xuống thương xót để cầu thay, không những chúng ta can đảm để nhận tội về chính đời sống của mình, không những chúng ta dâng hiến đời rộng để cứu nhân loại này, mà chúng ta cũng còn cần có đức tin. Đức tin vào Chúa, đó là giải pháp. Chúa là giải pháp cho thế giới ngày hôm nay. Và chính chúng ta, những người của Đức Chúa Trời, cùng với Đức Chúa Trời để có thể giải quyết được cái nạn dịch này. Và tôi ước mong rằng thế giới đang ở trong kỷ thương khó, chết chóc, đau thương, khốn cùng. Tôi ao ước rằng đến ngày mà Chúa Giê-xu phục sinh, thế giới này cũng được hưởng niềm vui. Ngày phục sinh của năm nay vào ngày 12 tháng 4. Trong cái lúc mà thế giới này bảo rằng những cái thời gian đó là cao điểm của dịch, nó có thể đến cao trào, và có nhiều nơi bảo rằng 2 năm nữa dịch chưa dừng lại. Có nhiều nơi bảo 18 tháng nữa. Có nhiều nơi bảo rằng 5 tháng, 3 tháng. Mỗi người đi đều đưa ra nhận định của mình. Nhưng mà chúng ta ước mong rằng thế giới này không phải chịu thương khó nữa. Đến ngày mà Chúa Giê-xu phục sinh, đến ngày mà Chúa Giê-xu sống lại vào ngày 12, ao ước rằng thế giới này cũng được hưởng sự sống, thế giới này cũng được hưởng niềm vui theo như cái niềm vui của Cơ Đốc nhân, theo như cái niềm vui mà Chúa đã ban cho thế giới này cách đây gần 2000 năm. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.